con xe phân khối lớn khủng nhất. Lâu lắm rồi mới biết mùi bán rốc kết nó ra làm sao đó, anh em. Trời ơi, tại sao trên đời này lại có người mà có thể thiết kế ra một cái tinh tế như vậy. Ai nhìn vô cũng tưởng là con này xấu máy hết á anh em. Mình chưa chạy được nó tới cái mức qua số 3 đâu. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của chú Anh. Trước mặt anh em đây đó chính là con Rocket 3 GT bản mới nhất 2023. Đây. Như anh em đã biết thì đây là một trong những con xe thương mại, con xe phân khối lớn bản thương mại có khối động cơ lớn nhất, khủng nhất. Thì mọi người hay ví nó là tên lửa mặt đất đó anh em. Tại sao lại gọi là tên lửa mặt đất? Đầu tiên là vì nó có cái tên Rocket. Và cái thứ hai đó chính là nó đang sở hữu khối động cơ là 2.500 phân khối anh em ha. Đây. Độ hoàn thiện về chi tiết thì anh em như anh em thấy thì nó là nhất luôn. Đó. Nó sẽ có hai bản nha anh em. Rocket 3 GT và Rocket 3 R. Thì GT là gì? GT là Grand Tour, Grand Touring. Có nghĩa là một con xe nó có thể đáp ứng cho anh em chạy điều kiện đường dài và xa. Và Rocket 3R thì nó sẽ thiên hướng về kiểu roadster nhiều hơn, là thích hợp để anh em chạy phố. Này. Lâu lắm rồi mới biết mùi bán Rocket nó ra làm sao anh em. Đây là sẽ giao về cho một người chú ở Thảo Điền, ở gần đây luôn. Nhìn sơ qua tổng thể luôn thì con Rocket 3 GT với con Rocket 3 R nó sẽ có những cái điểm gì giống và khác nhau. Đầu tiên nhìn vô phân biệt nha anh em, thì con GT nó sẽ có cái kính chắn gió này. Đây, đây là kính gió của nó. Và kính gió này là không chỉnh được nha, nó là fit luôn rồi đó. Rồi, cái thứ hai đó chính là cái gác chân của bản GT. Đây, cái gác chân của bản GT nó sẽ nằm ở đây, có nghĩa là nó sẽ đưa lên đằng trước một chút xíu đó. Và con đối với con bản R á anh em thì cái gác chân của nó sẽ nằm ở đây nè đó. Thật ra đối với những anh em mà thích bản GT thì vẫn có thể mua một cái bộ kit rồi để dời cái đồ gác chân này vào đằng sau anh em ha. Rồi tiếp theo đó chính là cái đồ tựa lưng này. Đồ tựa lưng này là chỉ có con GT mới có thôi nha anh em. Rocket 3R nó sẽ không có đâu. Con 3R thì cái dáng của nó sẽ ngồi khác một xíu nữa. Đây. Tiếp thế nữa, cái điểm khác biệt thứ tư đó chính là cái ghi đông này. Thì đối với cái ghi đông này ở con R, như anh em thấy là con GT nè, nó sẽ cong như thế này và nó hơi hướng về người mình một xíu. Còn đối với bản R thì tay lái nó ngắn và ngang hơn. Đồ gác chân nằm ở khúc vuông góc với chân, cho nên là cái dáng khi mà anh em ngồi trên con R á thì nó sẽ hơi chồm và hơi thể thao hơn so với con GT. Còn anh em ngồi GT thì nó sẽ kiểu cruiser anh em ha. Thiết kế mà theo mình thấy mà độc nhất vô nhị của con Rocket 3 GT và R luôn, hoặc là Rocket 3 luôn, đó chính là hai cái mắt đèn này nè anh em. Đấy. Đẹp không? Trời ơi, con mắt này là soi tới cái gì luôn á anh em ơi. Đó. Cái điểm đặc biệt nữa mà mình nghĩ là rất là ít người biết, đó chính là cái gác chân của con Rocket 3. Đây. Nằm ở đây nha anh em. Trời ơi, tại sao trên đời này lại có người mà có thể thiết kế ra một cái mà gọi là tinh tế như vậy chứ. Đấy. Nói sơ qua về con rốc, thông số kỹ thuật của con Rocket ha anh em. Thì nó sở hữu là động cơ 3 xi lanh đặc trưng của Triumph với dung tích máy là 2.500 phân khối nha. Đèn full led. Rồi, nhưng mà nhìn
anh em ai nhìn vô cũng tưởng là con này xấu máy hết á anh em. À đúng rồi, mình sẽ nổ cho anh em nghe thử nha. Con rocket nó sẽ dùng cái khóa keyless này nha anh em. Và như những cái xe khác thì nó cũng phải là bóp côn để đề. Đấy, màn hình con rocket. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bóp côn nha. Tiếng có thấy lực không? Tiếng ba máy của nó đây. Bình xăng của con rocket này là bình 18 lít nha anh em. Màu này là màu đỏ phối, đèn xám mới nhất luôn. Bình xăng 18 lít, đèn full led. Đây. Hệ thống tản nhiệt của nó ở dưới đây nhìn rất là to. Có luôn sẵn logo Triumph. Rồi, đương nhiên là heo Brembo. Nó là một cái điều rất là đương nhiên. Và bánh của nó thì cũng sử dụng cái lốp là Avon Cobra. Nhưng mà bản này là bản Chrome nha. Avon Cobra Chrome. Avon Cobra thì cũng đang được dùng khá là nhiều trên những con xe của Triumph á anh em. Rồi, bản GT này thì đang xài mâm. Lốp đương nhiên là không ruột. Đối với con Rocket 3 này á, anh em thì nó sẽ có là 4 mode lái, 4 chế độ lái là Road, Range, Sport với lại Rider là để anh em tùy chỉnh theo người chạy ha. Và nó vẫn sẽ có cái nút mode nằm đây, đây, đấy anh em. Rồi tích hợp sẵn Cruise Control. Cruise Control này sẽ giống với lại Cruise Control của những cái con ADV bên nhà Triumph nha. Chứ nó không có giống mấy con Classic. Classic thì Cruise Control của nó chỉ có một nút bấm thôi. Rồi tiếp theo nó sẽ có sẵn cho anh em là sửa tay lái luôn nè. Đấy. Ở đây là gì đây? Khóa cổ nè, đèn ưu tiên nè, và nút khởi động, nút đề, nút tắt. Trên màn hình của nó sẽ là đây. Hôm nào có dịp thì mình sẽ, thôi bây giờ mình sẽ quay sơ qua cho anh em coi về cái đồng hồ của nó nha. Nó cũng có cái nút này là nút điều chỉnh 5 chiều nè anh em. Đây. Anh em sẽ coi được rất là gần như là tất cả các thông tin liên quan tới con rocket luôn. Đấy. Rồi. Cruise control là xong rồi nè. Chè. Yeah. Rồi. Về cơ bản thì con rocket 3 GT này nó sẽ không trang bị cho anh em sẵn cái quick ship đâu nha anh em. Nhưng mà anh em sẽ phải là đổ quick ship vô. Trời ơi, cái cục máy bên này quá đẹp luôn. Đấy. Đẹp không? Đây. Đó là nhìn có cái logo quá đẹp luôn nè. Rồi. Đi theo con rocket thì nó sẽ có một cái chìa keyless là chìa này đúng không? Cộng với lại hai cái chìa phụ nữa để anh em có thể mở cốp xe nằm đây. Đây con này cũng có chìa nè. Đó, cũng có chìa mà mở cốp nằm đây nha anh em. Nhưng mà thôi bây giờ không mở đâu. Con chú chuẩn bị lên lấy xe rồi. Đó. Đây là đấy. Con này cũng không có sẵn My Triumph luôn. Anh em thích thì anh em phải lắp thêm nhá. Heo Brembo của nó là Brembo trước sau. Đây, con heo sau nè.
Và một cái điểm đặc biệt nữa là ở con con rocket á, là nó sẽ sử dụng là chụp láp nha anh em. Đây chụp láp của nó. Mọi người tưởng nó có hai ống xả nhưng mà không phải. Nó có tới ba lần. Đây cái ống thứ ba nằm bên này nha. Hai ống kia nằm bên kia. Đó. Làm hay thật chứ. Anh em thấy không? Rồi. Tổng quan qua về con rocket là như thế này thôi. Nói chung mình đã từng có một cái clip chạy con rocket demo rồi anh em. Theo quan điểm của mình nha, mình chưa chạy được nó tới cái mức qua số 3 đâu. Mình chạy 1-2 là hết cỡ rồi. Mình chạy 1-2 là hết cỡ rồi. Nó cũng mạnh lắm, nhưng mà được cái là nó rất là đầm anh em, đúng không? Nó không có bị cà giật, nó không có hỗn, mà khi mà anh em lên ga thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là đầm đấy. Và chú đã lựa chọn cái phụ kiện cho xe là thay cái gương có một cái viền bạc ở đây, còn gương zin của rocket thì sẽ không có cái viền này nha anh em. Đấy. Rồi, ok. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Hy vọng là anh em có bất kỳ thắc mắc gì về rocket cũng như là các dòng xe khác của Triumph thì anh em cứ liên hệ mình qua số hotline mình để bên dưới kênh YouTube của mình, hoặc là cứ nhắn tin trực tiếp vào Facebook cho mình nha. Mình sẽ cố gắng trả lời anh em sớm nhất có thể. Ok. Bye bye. Bye everybody. Thanks for coming.